trong cái cuộc sống hôn nhân thì lên bổng xuống chồng về cảm xúc là tất yếu. Nhưng mà đã gọi là tình cảm mà muốn nó bền vững, nó sâu sắc là phải có sự nuôi dưỡng. Và mỗi lần là phải một cách hâm khác nhau. Làm sao mà mình dùng một chiêu dài hoài được. Đôi khi phụ nữ cũng cần thổ lộ một chút gì đó, kiểu mình hơi bốc cháy hơn so với bình thường, có thể là làm cho chồng mình cảm thấy vợ mình không chỉ chu toàn mọi thứ mà lúc nào cũng cần mình nữa. Khi thấy vợ mình đầu tắt mặt tối thì cái người chồng phải là cái người khơi lửa lên, lâu lâu đi mua về cho vợ bộ đồ, hoặc là em ơi cái kem này rất là tốt, trẻ nè, anh mua về cho em nè, em sức đi. Những điều tuy nó nhỏ nhưng mình có thể chủ động làm để tạo ra cái bầu không khí tâm lý vui tươi ở trong gia đình bằng cái việc là thứ nhất là mình lời ăn tiếng nói năng nhỏ nhẹ, dễ nghe, dễ chịu. Mình cũng nên phân bố lại cái thời gian trong ngày để lúc nào thì mình dành cho mình, cho con, rồi lúc nào cho cái người bạn đời của mình. Thỉnh thoảng đó thì thay vì nói miệng đó thì mình viết tờ giấy, mình làm cái lá thư nào đó, ổng dở ra ổng đầu, ổng hơi bất ngờ với những cái lời nói quan tâm, chia sẻ, ân cần.